sợ quá. Cái gì thế này? Chào cháu. Cháu chào ông. Đi kẹo hay cho kẹo? Kẹo của cháu đây. Cảm ơn ông. Tạm biệt cháu. Thank you.
một ngôi nhà. Có ai không? Giúp tôi với. Làm ơn giúp tôi với. Lại là Dina. Chuyện gì vậy em? Em bị té. Cảm ơn anh Roma. Có chuyện gì vậy? Em bị mắc kẹt trong này rồi. Có chuyện gì vậy em? Cái phao của em trôi mất rồi.
vậy ta? Là đây na sao? Đồ chơi chuột Mickey. Đồ chơi chuột Mickey sao? Đồ chơi của mình. Hả? Lại nữa sao? Đồ chơi của mình đây sao? Là đồ chơi chú lợn bé ba sao? Đây là lợn mẹ. Đây là lợn cha. Đây là lợn con. Và đây là rợt. Lợn bếp ba đây sao? Ôi không. Đồ chơi búp bê sao? Wow, tuyệt vời. Đồ chơi búp bê đây sao? Không phải. Được rồi, chờ một chút mà. Mình tới trước.
Wow, đồ chơi mặt nạ bí cháy. Thật tuyệt. Wow. Đồ chơi tuyệt vời. Hả? Mặt nạ BC. Ờ, đồ chơi mặt nạ BC đây sao? Xin chào. Xin chào. Alo, đây là sở cảnh sát. Mình là Diana. Nghi phạm đang trên đường bỏ trốn, hãy bắt hắn ta lại. Kiểm soát chặt chẽ các cửa ra vào, đừng để hắn ta trốn thoát. Tôi đang trên đường tìm kiếm đây. Tôi đang tới đây, hắn ta chạy nhanh quá. À, tìm thấy hắn ta rồi. Đứng lại, giơ tay lên, đứng lại mau. Không được bỏ trốn khỏi đây. Alo, nghi phạm lại trốn thoát, tôi sẽ bắt hắn ta lại. Xin chào. Xin chào. Món ăn của bạn đây. Còn món này của bạn. Hai tách trà của bạn đây. Tạm biệt. Lính cứu hỏa. Sở cứu hỏa. Ôi không, có một đám cháy. Dập lửa, kiểm tra tòa nhà. Tiệm bánh Burger. Wow, mình là chủ tiệm bánh. Bạn muốn ăn món gì? Món hamburger có ngay đây. Xong rồi. Tính tiền. Một hamburger, một khoai tây chiên, một dĩa rau nữa. Món ăn xong rồi đây. Tiệm sushi. Mình là đầu bếp sushi. Tôm. Sushi cá hồi. Sushi tôm. Một sushi tôm nữa. Sushi trứng cá hồi. 1, 2, 3, 4, 5. Rất thèm chút muối tiêu. Rất thèm hai tách trà. Món sushi xong rồi. Bưu điện. Mình là người đưa thư. Giao thư cho tiệm hamburger. Tiệm hamburger đây rồi. Giờ đến là thư tiếp theo. Thư của tiệm bánh sushi. Tiệm bánh sushi đây rồi. Lá thư tiếp theo. Thư của tiệm bánh pizza. Tiệm bánh pizza đây rồi. Lá thư tiếp theo là của tiệm kem. Lá thư
này là của trạm y tế. Lá này là của tiệm bánh kem. Còn lá này là của tiệm hoa. Đây rồi. Lá này cũng của tiệm bán hoa. Tiệm bán kem. Mình là người bán kem. Kem đây, kem đây, ai ăn kem không? Kem quế. Kem quế xong rồi đây. Kem thập cẩm. Ngon quá, ngon quá đi. Hết tiền ạ. Tạm biệt. Bánh cuộn trái cây. Trái dâu. Chuối. Nho. Ngon quá, ngon quá đi. Bệnh viện. Mình là cô y tá. Em đau ở đâu hả? Được rồi, uống thuốc nào. Cảm ơn các y tá. Nặng 15 kg. Cao 45 cm. Chụp X-quang nào. Bị vẹo cuộc sống rồi. Không được, không được rồi. Cần phải uống thêm nhiều thuốc bổ nữa. Tiệm bán hoa. Mình là cô chủ tiệm hoa. Cắm hoa. Là một lẵng qua. Đẹp chưa? Oh.
đừng khóc. Ồ, đã có cách. Hả, nhà của em đây. Ta-da. Tạm biệt. Có cách rồi. Nhà của em đây. Minion ơi. Cứ 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 cứ. Nhà của em nè. Nhà của em sao? Ôi không, không phải vậy đâu. Dừng lại, dừng lại đi. Không, không được. Ôi không. Ồ, có cách rồi. Nhà của mình. Cứ cứ. Tạm biệt. Hôm nay Roma sẽ làm bảo mẫu cho Diana. Ôi không. Thôi đi. Hả? Chờ anh một chút. Hả? Ôi không. Mình đã có cách.
học phân biệt màu sắc. Đây là màu gì? Mèo hồng. Không phải, đây là màu vàng. Đây là màu gì? Mèo hồng. Cái gì? Không, không phải, đây là màu xanh lá. Màu này là màu gì? Màu hồng. Màu này. 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 Màu hồng. Màu hồng. Màu hồng. Màu hồng. Màu hồng. Dừng lại. Em muốn ăn. Muốn ăn à? Được thôi. Món ngon. Món ngon. Món ngon. Món ngon. Món gì đây? Ngon lắm. Ngon lắm. Không, 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 không được. Kẹo cho trẻ em. Không, không, không. Có lẽ em buồn ngủ rồi hả? Dạ. Thank you.
cái hộp sao? Có gì ở trong ta? Có ý này. Đây là mẹ của mình. Xin chào, tôi là mẹ đây, ba đây. Cái gì đây? Wow. Oh, wow. Wow. Rất là đẹp. Wow. Wow. Chụp hình. Yeah. Xong rồi. Giờ đến lượt ba. Đây là ba của mình. Đã có cách. Có chuyện gì vậy? Ba là Frankenstein. Wow. Lại chuyện gì nữa đây? Không 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 phải. Tiếp theo. Có chuyện gì vậy? Tóc của tôi đâu rồi? Răng của tôi sao thế này? Roma, anh sẵn sàng chưa? Đây là anh trai của mình. Wow. Cái gì đây? Ôi không không. Là chú hề sao? Dừng lại. Chiếc hộp thật kỳ diệu. Diana. Con xin lỗi. Wow. 1, 2, 3. Yeah.